Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng phụ nữ Hưng Yên khởi nghiệp xây dựng gia đình hạnh phúc, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên còn phối hợp thực hiện các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đạt nhiều kết quả tích cực. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đến với đồng bào vùng cao tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ chương trình năm 2023. Lần thứ 6 liên tiếp, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức. Vượt 700 km, đoàn công tác đến với xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, một xã giáp với nước bạn Lào, có diện tích bằng 1/8 tỉnh Hưng Yên, nhưng mật độ dân số chỉ hơn 20 người trên km vuông. Trở lại bản chăn nuôi, đoàn công tác vui mừng khi thấy căn nhà sàn của vợ chồng anh Pòng A Tú được dựng vững chãi nhờ số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình năm trước. Trước tôi có nhà bé bé con, xong được quan tâm phụ nữ Yên quan tâm đến, thì tôi rất cảm ơn chương trình hỗ trợ cho gia đình một cái nhà sang trang. Còn đây là số gỗ của chị Vàng Thị Dí ở bản Pháng Chủ, đang đợi dựng lên căn nhà mới để khỏi phải đi ở nhờ. Với 50 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình, thời gian tới, vị trí này sẽ là nơi dựng lên mái ấm cho hai mẹ con chị, một người phụ nữ đơn thân, một cô con gái 13 tuổi bị liệt nửa người. Đem tấm lòng của những người con xứ Nhãn đến với nơi biên cương, đoàn công tác tặng dàn năng lượng mặt trời cho trường tiểu học Phìn Hồ. Từ nay, hơn 200 học sinh nội trú của trường sẽ có nước ấm để tắm. Hàng nghìn cuốn vở, chiếc bút cùng hàng trăm bộ quần áo, chăn ấm được tặng cho phụ nữ, học sinh của xã Phìn Hồ. Cháu cảm thấy rất vui và biết ơn các cô chú đã tặng cho chúng cháu những món quà thật là ý nghĩa. Bọn cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Dựa trên khảo sát nhu cầu của chị em phụ nữ xã Phìn Hồ, chương trình hỗ trợ vườn cây sinh kế cho 6 gia đình với 750 cây xoài, mít, hồng xiêm, xưa. Không chỉ bàn giao cây giống, đoàn công tác còn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho chị em phụ nữ địa phương. Phải khẳng định chương trình này là một chương trình đặc biệt ý nghĩa. Từ những cái chương trình và những hành động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã góp phần thay đổi rất nhiều về nhận thức, cái sự quan tâm của Đảng, cấp ủy chính quyền địa phương đến với bà con. Tạm biệt Phìn Hồ, đến với xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, một trong những xã khó khăn nhất nước với hơn 50% hộ nghèo. Tại đây, đoàn công tác hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây dựng mái ấm cho chị Hồ Thị Cung, tặng dàn năng lượng mặt trời cho trường tiểu học số 2 Nậm Kè. Ngoài tặng bút vở, quần áo như tại xã Phìn Hồ, đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nậm Kè. Để là uống cho người lớn được, trẻ em được nhá, nhưng cái này là để dùng cho các cháu bé ở nhà cũng được. Khi nào cháu thời tiết thay đổi, ho rát họng cho cháu uống kèm theo hướng dẫn này, mỗi lần là 5ml. Đồng bào nói chung và hội viên phụ nữ ở trên này, từ cái điều kiện sinh hoạt đến điều kiện canh tác và sản xuất thì đều rất là khó khăn. Thì đây là cái điều mà chúng tôi rất là trăn trở sau chuyến đi và mong rằng sẽ có nhiều hoạt động quan tâm hơn nữa đối với đồng bào nói chung và hội viên phụ nữ của các tỉnh biên cương nói riêng. Qua 6 năm chương trình được thực hiện, vai trò của những người lính, nhất là các cán bộ chiến sĩ biên phòng có ý nghĩa quan trọng vì họ là lực lượng bám bản, bám dân. Thời gian vừa qua, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền vận động bà con thực hiện và tham gia các cái chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ, động viên họ tích cực tham gia xây dựng cuộc sống mới và chấp hành tốt đường lối chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hoạt động này nó không chỉ động viên bà con ở các cái địa phương, ở các cái vùng biên giới vươn lên trong xây dựng cuộc sống của mình, mà cái nữa là thắt thêm cái tình đoàn kết quân dân. Không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, chương trình còn cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương chung tay giúp phụ nữ biên cương tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một số cái doanh nghiệp của Hưng Yên mà đóng trên địa bàn của tỉnh Điện Biên để có thể là mở rộng cái vùng Điện Biên trở thành một cái vùng nguyên liệu để cung cấp cho nhà máy của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên để chuyển giao cái công nghệ vi sinh IMO trong cái việc phát triển chăn nuôi.